Xin chào anh em, hôm nay em sẽ review giới thiệu cho anh em chiếc Honda CBAF 125. Dòng xe này là phun xăng điện tử FE, xe này mới vừa về tại cửa hàng luôn. Con này là nguyên zin của Honda, nguyên zin nhập khẩu từ hàng Malaysia về nha. Indo về, từ Indo về rất là bền luôn, cực kỳ bền. Mấy dòng này CBAF 125R, dòng xe phun xăng điện tử FE. Em sẽ chạy thử và test máy cho anh em xem. Con này là đồng hồ điện tử nha, hộp số là 5 số, đèn trước đèn LED 2 tầng, một tầng trên rồi một tầng dưới. Đó. Máy con này thì nó phun xăng điện tử FE nên nó cực kỳ bền luôn, rất là lợi xăng. Em sẽ chạy thử cho anh em, hộp số nó là 5 số nha, 1 trước 2 3 4 5 móc lên. Rất là ok, tư thế ngồi nó rất là thoải mái luôn, nó không có gây sự mỏi lưng hoặc này kia. Đó. Tư thế ngồi rất là thoải mái, côn đồ rất là nhẹ, số móc rất là nhẹ luôn. Con này thì hiện tại bên Tuấn, cửa hàng Tuấn ô tô bán ra với cái giá là 35.500.000. Nó quá là chất lượng, rất là ok anh em. Đèn LED trước không, đồng hồ có đồng hồ tua máy rồi, rất là đẹp luôn, bố số rồi đầy đủ. Con này hiện tại mới chạy 4.545 km, mới có 4.000 cây, 4.545 km mới có 4.000 cây anh em, 4.500. Anh em nào mua thì liên lạc cho em nha để chốt giá con này. Rồi, anh em nào mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 nha, 669-659, hoặc ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, xin chào tất cả toàn thể anh em, một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe CBF 125R nha. Dòng xe đời 2018, nhập khẩu từ Indo nha. Xe này là phun xăng điện tử FE nha anh em. Anh em để ý nha, phun xăng điện tử FE. Dòng xe 125, một máy nha. Dòng xe này cực kỳ lợi xăng luôn, CBF 125. CBF 125R, dòng xe FE nha. Dòng xe FE phun xăng điện tử nha anh em. Đó. Con này là máy móc nó là nguyên zin, bao anh em từ đầu tới cuối, đồ đạc trên xe là nguyên zin hết, chưa có thay thế hoặc sửa chữa gì hết nha, nguyên zin rất là đẹp. Dòng xe bánh mâm, vỏ trước vỏ sau không rụt luôn. Hệ thống nó một phanh đĩa trước và phanh sau là phanh đâm. Biển số thành phố nha, chính chủ một chủ đứng tên từ khi mua mới tới giờ luôn. Đó, xe nhìn vỏ nhông trên đĩa, đồ tất cả mọi thứ trên xe zin hết, không có độ không có chế gì hết nha. Chủ sử dụng rất là kỹ. Dán keo nguyên chiếc, hiện tại bên em mới lầu keo ra nên nước sơn rất là đẹp luôn. Máy móc là bao anh em riêng, dòng xe này chạy cực kỳ lợi xăng, năm mấy giờ tới 60 cây số mình đi xăng rất là lợi xăng nha, vì nó là phun xăng điện tử FE nên cực kỳ lợi xăng. 125 nhưng mà phân khúc của Honda nên rất là mạnh luôn, chạy cực kỳ mạnh, anh em có thể chạy lên kéo lên 100 mấy lần á, rất là mạnh luôn. Đồng hồ nó là đồng hồ điện tử rất là đẹp. Đèn LED trước luôn, đèn LED trước phân tầng 2 tầng, tầng trên và tầng dưới luôn. Dây ga nó là hai dây, một dây lôi và một dây ấy nhã. Đó, xe là còn hai chìa khóa luôn nha, xe là còn hai chìa khóa nguyên zin, hai chìa khóa đó. Anh em nhìn nè, bánh trước nè, ốc vít là nguyên zin, không có sửa chữa, không có mở gì luôn. Anh em nhìn ha, rất là đẹp luôn, nước sơn nè, còn quạt sơn của nó là zin hết nè,
Nhìn rất là đẹp luôn, ốc vít là còn bảy màu. Máy móc anh em nhìn cái bô hồi đó giờ chưa mở luôn à, anh em nhìn đây rất là chắc chắn nha. Mấy dòng xe này anh em đi rất là bền luôn, anh em mua về anh em đi phượt đi chơi rất là bền, cực kỳ bền mà rất là săn nữa đó, anh em để ý ha. Máy móc phần FI của nó, nó phun xăng điện tử FI thì nó cực kỳ lợi xăng luôn, nó tốn rất là ít nhiên liệu. Máy chạy bắp đó. Hệ thống bánh sau của nó anh em nhìn nè, ốc vít của nó nè, rất là mới, rất là mới, hầu như là không mở ra luôn, hầu như là nguyên nguyên chưa mở ra luôn. Bộ phục này thì nhúng rất là êm luôn. Kiến hậu của nó là còn nguyên rin luôn nha anh em ha. Kiến rậu của nó là nguyên rin. Dòng này thì anh em chạy rất là khỏe, nó không có mỏi lưng. Cứ tư thế lỡ này nó rất là khỏe, nó không có gây sự mỏi lưng, anh em đi xa rất là tốt luôn. Vì cái này là cái dáng lỡ nha, nó đẹp hơn FZ nữa. Đó. Dòng xe Honda thì nó cực kỳ bền rồi, nó rất là bền và cực kỳ lợi xăng. Đó. Anh em sửa đồ phụ tùng của nó rất là thông dụng luôn, rất là dễ sửa. Đó. CBF 125R à, đây phun xăng điện tử FI, đồng hồ của nó rất là đẹp luôn, hầu như là à, anh em nhìn đồng hồ rất là đẹp nha, đồng hồ tua máy, đồng hồ rất đẹp, tất cả mọi thứ cầm kiếp rồi, đồ đạc này là riêng hết, riêng từ đầu tới cuối nguyên chiếc xe, không có lai một món nào hoặc sửa chữa gì trên xe hết. Chìa khóa của nó là còn hai chìa luôn theo xe luôn đó. Vì hiện tại con này bên Tuấn Mô Tô bán ra với cái giá là 35.500.000 nha, 35.500.000 nó Honda CBS 125R, dòng xe phun xăng điện tử FI, xe nhập khẩu đời 2018 nha. Đó, xe nhập khẩu từ Indo. Rất là bền luôn, cực kỳ bền. Xe này đời 2018 nên đời mới giờ nên nó rất là ok, rất là chất lượng. Con này thì quá tuyệt vời luôn. Đó. Dòng xe này phân khối cỡ này thì với giá tiền cỡ này thì nó quá ok. Đèn trước là đèn led phân tầng, hai tầng, rất là sáng luôn, anh em tối anh em đi rất là sáng. Đèn led rất là sáng, phân tầng, hai tầng. Đồ Honda nên nó rất là chất lượng nha à, chứ không có giống à, đồ Honda thì nó rất là ok, nó rất là ưa, nó rất là thịnh với Việt Nam mình. Vì đồ Honda thì nó dễ sửa chữa à, nó dễ thay thế và độ bền cũng rất là bền luôn. Con này thì máy móc nó rất là đẹp đó anh em, 125 nhưng mà phân khúc rất là mạnh nha. Con này thì nguyên rin. Nước sơn là dán chay nguyên chiếc, bên em mới lọc keo ra luôn nên còn rất là mới. Đó, nên còn rất là mới nha. Anh em nhìn ha, nó quá đẹp luôn. Phân khúc xe thì xe ngồi tư thế ngồi rất là thoải mái, không có cao nha. 1m50, 1m55 anh em vẫn đi tốt luôn. Máy dòng xe này anh em chạy đường xa rất là ok, nó cực kỳ lợi xăng, rất là bền. Kiểu dáng cũng rất là đẹp nữa à, kiểu dáng này thì lứa tuổi nào anh em ngồi lên cũng rất là đẹp à, kiểu dáng này thì lứa tuổi nào anh em ngồi lên cũng rất là đẹp luôn. Con này hiện tại bên em bán ra với cái giá là 35.500.000, nên anh em nào cần mua thì liên lạc cho em, hoặc anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì cứ liên lạc cho em theo số điện thoại có góc bên màn hình để được tư vấn trực tiếp nha. Đó, nếu như anh em nào cần mua. Đó, còn anh em nào muốn tìm ở dòng xe khác thì anh em bấm đăng ký kênh nha để theo dõi video sau. Em sẽ giới thiệu nhiều xe lên cho anh em xem. Con này thì kiểu dáng nó quá tuyệt vời luôn, kiểu dáng nó rất là đẹp. Vỏ trước vỏ sau nhông trên đĩa đồ rất là đẹp luôn. Con này chạy cực kỳ mạnh luôn anh em. Đó, nó rất là mạnh nha. Kiểu dáng con này thì nó quá tuyệt vời, phục nó rất là nhún luôn, nhún cực kỳ êm. Máy của nó anh em nhìn này, rất là mới, rất là sạch sẽ luôn. Đó, rất là đẹp, hầu như là máy móc không có động chạm tới một con ốc luôn. Ốc vít của nó anh em nhìn này rất là mới, còn hầu như là còn bảy màu, rất là sáng luôn.
Phun xăng điện tử FI nữa, đó, FI nên nó rất là lợi xăng và nó rất là bền luôn anh em. Đó, anh em đi xa rất là đẹp, xăng cổ rất là lợi. Đó, bô này thì còn nguyên rin luôn, nổ rất là ấm, không có lớn. Đó, không giống như những chiếc xe khác anh em độ em chế, anh em thay bô thay này thay kia thì nó mất giá trị chiếc xe. Còn chiếc xe này là nó còn nguyên rin nên nó có cái giá trị của chiếc xe rin. Đây là cái giá trị của chiếc xe rin là nó vậy. Còn như anh em mua về anh em độ anh em chế thì nó mất cái giá trị của chiếc xe đó. Dạo trước của nó rất là lớn luôn, 80, 118 luôn, dòng 18 rất là lớn. Ốc vít nè, anh em nhìn nè, ốc vít rồi ha. Nó quá đẹp luôn. Nguyên rin hết, chưa có làm một cái gì trên gọi trên xe hết. Đồ đạc dòng xe nhập nên ốc vít đồ nó bôi sơn hết nha. Máy móc bô bọc chưa có dấu mỡ luôn, nó anh em lấy ha, máy rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Câu nào anh em nào muốn mua Honda mà dòng Honda bền mà giá thành hợp lý, phun xăng điện tử FI thì anh em nên chọn chiếc xe này, nó rất là chất lượng luôn. Nó thì em được biết con xe này rất là chất lượng, giá thành cũng rất là hợp lý cho anh em luôn. Giá thành chỉ có 35 triệu 500 thôi. Anh em nhìn con số vào đó giờ này chưa mở luôn đó, anh em nhìn này, chưa mở luôn đó. Anh em nhìn đi, nó rất là chất lượng. Anh em nhìn đi, chiếc xe này là quá hoàn hảo, quá chuẩn luôn. Nên anh em nào cần mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền, số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá con này nha. Đó. Con xe này em thấy nó mới hoàn toàn anh em, rất là ít sử dụng luôn. Đây là cụm biến oxy FI mới có nha, này là cụm biến oxy của nó. Nhìn nè, đồ đạc rất là bén luôn. Cái cốt trước anh em nói thẳng với anh em, hồi đó giờ chưa mở luôn, cái cốt trước chưa động tới luôn, chưa có cái dấu mở cái cốt trước nữa là anh em hiểu rồi. Anh em nhìn cái cốt trước hồi đó giờ nè, chưa có động chạm một cái gì luôn đó. Nên nó rất là chất lượng, rất là bén, ok luôn. Ốc vít nè, bảy màu rất là sáng. Vì những ốc vít mà những dòng xe mà Honda nó nhập qua nó là ốc vít nó rất là lâu mà lâu lâu cũ. Còn những dòng xe Việt Nam mình á, như mấy dòng Alex đồ, anh em đi thời gian vài tháng là anh em nhìn ốc vít nó rất là cũ. Nhưng mà những xi của những xe mà nhập qua Việt Nam mình nó đạt tiêu chuẩn. Nên ốc vít nó rất là mới luôn. Đó, nó rất là chất lượng. Máy móc nó rất là chất lượng. Đó, anh em nhìn này. Không bao giờ cũ. Đó. Nhìn này, rất là bén. Còn những chiếc xe mà Việt Nam mình giống như Alex đồ anh em đi cỡ 2-3 tháng là anh em nhìn con ốc nó rất đen xì. Còn cái này anh em nhìn ốc này, nhâm trên đĩa này chưa động chạm luôn, nhìn ha. Mấy dòng này thì quá tuyệt vời rồi đó, không bằng cả gì nhiều, chỉ giá cả thành của nó cũng rất hợp lý cho anh em luôn. Giá chỉ có 35 năm thôi là anh em sử dụng ngay một chiếc xe mô tô CBS 125, dòng xe phun xăng điện tử FI, phân khối thuộc phân khối 125 thì phân khối nhỏ nhưng mà rất thích hợp cho nhiều anh em đó. 125 nhưng mà dòng xe của Honda nên nó rất là mạnh nha, anh em để ý rất là mạnh, anh em kéo có thể lên 120 mấy lần, rất là mạnh. Vì phân khối của mô tô là nó khác, phân khối của máy xe rim xe quay hoặc tay ga nó khác, nó phân đối mô tô thì nó rất là mạnh đó. Giá thành nó cũng rất là hợp lý cho anh em luôn, giá chỉ có 35 triệu 500 thôi. Giấy tờ là hải quân chính ngạch một chủ, mua mới luôn, sử dụng tới giờ rất là ít đi. Đồng hồ con này thì đồng hồ nó điện tử đó. Côn tay nó rất là nhẹ luôn, hộp số nó là 5 số, 5 cấp, 1 trước 2, 3, 4, 5 móc lên đó, rất là nhẹ. Số 1 trước nha, 2, 3, 4, 5 anh em móc lên, nó rất là nhẹ luôn. Côn tay nó cũng rất là nhẹ đó, rất là nhẹ. Nên như anh em đi xa nó không có mỏi tay. Con này thì tư thế lỡ ngồi nó rất là thoải mái luôn, nó không có gây sự mỏi lưng hoặc này kia. Bô của nó thì bô ring nhá, anh em để ý nha, bô ring nổ rất là ấm luôn. Nó nổ rất là ấm.
bô rinh, cái bô rất là đẹp luôn, rất là bự, nổ rất là ấm nha, không có la lớn. À, kiến hậu kiến đồ là nguyên rinh hết, xe này là tốt, quá chuẩn luôn. Rồi em xin chào anh em nha, hẹn anh em video sau sẽ giới thiệu nhiều hơn.